Ok, xin chào tất cả các anh em mới vô và cũng như là Dư Khải chúc anh em buổi tối xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải đang ép nguyên liệu được Khải anh Evan Tiền Vạn úp cấp cho Hoạt Đường Môn nha anh em. Anh này anh Evan Tiền Vạn thì nó sẽ lên được khoảng theo Khải dự định tính nó sẽ khoảng 146 nè, 146 rồi nè. Nói chung là cũng cố gắng đầu tư cho nó úp cấp cho nó nhanh anh em ơi. Nhưng mà thiếu nguyên liệu là Khải lấy thêm đó. Thiếu nguyên liệu nè. Mở túi tiếp tục. Xem một Khải vào tổng kim, Khải sẽ mua thêm ít sòi anh em ơi. 990 sòi mới đủ nha. Khải vừa rồi Khải ăn 10 cá rồi. Ok, cái áo này thì áo phòng thủ làm chậm thông pháp rồi Hoàng Văn Đinh đây. Dự định mùng mấy like lại á. Thì nói chung là Khải bây giờ Khải like vẫn like đến 27, 28 Tết, 29 Tết anh em. Thì khi nào nghỉ thì Khải sẽ báo anh em. Còn ngày thứ bảy này thì Khải về nhà thì chắc cũng bận việc, chắc còn mất 2 đến 3 ngày nè. Mất 2 3 ngày rồi Khải sẽ bắt đầu like lại khoảng 23. Khoảng 23 Khải sẽ like lại và Khải sẽ like đến cho 29 anh em. Đó, Khải sẽ like đến lúc 29 đó. Rồi đến Tết thì lúc đó tính anh em ơi, tại vì bây giờ thì chưa biết được, tại vì vào Tết thì không biết là như thế nào. Nhưng mà Khải nghĩ thì chắc Khải cũng like lại sớm thôi. Chỉ thứ bảy tuần này Khải về nhà thôi anh em. Tại vì cuối tuần nào Khải cũng về nhà. Là thứ bảy là Khải chắc là về nhà rồi. Thứ bảy tuần này là khoảng 21 rồi. 21 2 cái gì, thứ bảy tuần này khoảng 20. 20 Khải về nhà. 20 Khải về nhà rồi. Về nhà 1 2 hôm rồi vào lại live tiếp. Live tiếp rồi đến 29 nghỉ Tết thôi. Đó. Khải live đến 29 lận. Mua sọt. $999 rồi anh em. 990. 750 rồi, 800. Ok. 750 900 rồi, giờ 90 cái. Đúng không? Anh có 10 cái. 90 cái. 1 2 3. À đúng rồi. 40 cái nữa. Ok. Xong. Ôi. Trên người không đủ luôn mà vãi nồi vậy. À hơi thiếu điện tống kim nhờ. Khá lượm ngoài kia nè. Rồi. Ok. Đủ 299 rồi đúng không? Hãy đi mua mâm bạc nè. Đây nè em ơi. Ta bây giờ thì mới ăn 10 cá thôi thì Khải sẽ mua mâm bạc là khoảng 990 nữa. Ok chưa? Đó. 990 nữa. Ép tròn với cái dừa là hợp lý nè. Đó ok, Khải ép là đủ không nè. Ghép mâm bạc ngũ quả. Ok man. 990. Ôi, vẫn thiếu nha. 3 cầu 2 dừa đủ nhiều dữ ta. 3 cầu 2 dừa. Trời ơi, hình như là thiếu quá trời luôn em ơi. 3 loại cầu 2 dừa thì ok. Mình bây giờ mình cứ ghép thiếu đến đâu mình lấy nguyên liệu đến đó nha em. Đồ tiền vạn ra thiếu gơ luôn á. Một mâm bạc đồ 500 cái mà không đủ luôn trời. 400 cái không đủ luôn. Trời ơi, đậu xanh thiếu dừa ghê vậy. 300 được 300 cái nè anh em, tiếp tục nè anh em. 50 cái. Rồi, 350 tiếp tục. 50 cái nữa. Không được, không đủ. Rồi. Thiếu dữ chơi. Thiếu cầu ở dừa nhiều quá. Trời đất ơi, sao mà lạ vậy? Đồ anh em bên này tốn tiền và tốn cầu ở dừa nhiều quá anh em ơi. Khả đi lấy nguyên liệu thêm á. À đồ. Dùng này canh nha. Nè anh em thấy không? 3 cầu 2 dừa mới ép được một cái. 3 cầu 2 dừa tính ra sung với lại đu đủ dư quá trời nè. Đó. Sung với đu đủ dư quá trời nè. Còn thiếu cầu với dừa nè. Cái này phải mở thêm túi nguyên liệu rồi. Trời ơi, vứt tìm thêm túi nguyên liệu tiếp anh em ơi. Không đủ rồi, không đủ rồi. Anh em ơi, thiếu cầu quá trời nè không? Ghép cái mâm bạc nè. Tiếp tục ghép nè. 100 cái nữa. Đó. Tiếp tục 100 cái nữa. Không đủ. 50 cái. Rồi, tạo giờ là được 530 cái nè, còn thiếu khoảng 460 nữa. Bây giờ mình mở túi tiếp anh em ơi. Tại vì cần đến 3 cầu một lần ép đến 3 cầu 2 dừa. Thiếu quá.
Dư mấy cái chế kia ăn chay, đúng rồi Quy Nguyễn ơi. Mấy cái này ăn chay nó up up phân kinh nghiệm được nha anh em. Mấy cái này ăn chay được nha mọi người. Mấy này ăn chay được nha. Ăn một cái được 200k kinh nghiệm anh em. Một cái được 200k kinh nghiệm. Rồi tiếp tục. 530. Ui, mới có một nửa thôi mọi người. Mới được một nửa à. Giờ phải ít nhất phải 1000 cái phải 1500 cái cầu nữa thì mới ra mới đủ. Quá nhiều luôn. Tại vì cầu đến cấp 3 lận anh em là thường thường là phải 3 cầu. 3k cầu, 2k dừa thì mới đủ ép anh em. 2k 3k cầu, 2k dừa, 1k đu đủ và 1k sung, 1k sồi đó. Tại vì nó ưu tiên cái cầu mà nhiều quá nên phải tốn túi nguyên liệu hơi nhiều ấy. Còn đến cái máy không biết ra được nhiều không đây. Trời ơi quá trời luôn. Hello Thớ Tiến nha, hello anh em nha, hello mọi người mới vô nha. Hello tất cả anh em, Duy Khả chúc anh em xem live vui vẻ nha anh em ơi. Video này Khả sẽ up làm một video ngắn up lên kênh nha anh em. Tục ép tiếp anh em ơi. Ép cho xong rồi lên hoạt động vừa ăn cũng được anh em. Đó. Tiếp tục. Tiếp tục. Chỉ được 25 cái nữa, 20 cái nữa. 2700 rồi. Hai thiếu 290. Nhưng Khải nói là thiếu 800 mấy chục cầu nữa mới đủ nè. 807. Ok. Mở túi nguyên liệu tiếp nha anh em. Hello, ok, hello Hùng An nha em ơi, cảm ơn em luôn. Vừa donate Khải 12345. Ok, em rất nhiều, cảm ơn em nha. Anh Vinh may mắn, ok, cái này anh Vinh tiền phạn nè. Anh Vinh tiền phạn thì như này Khải nói thì đỡ chủ yếu úp cốc thôi. Còn đỡ mà ra vật phẩm thì Khải thấy cái này nó chủ yếu là lên bài boss thôi nè. Lên bài boss thôi nè. Hello Show Vlog nha, hello Hiền Nghĩa, hello tất cả anh em mới vô nha. Ôi, xa, rất là nhiều. 870 cầu nữa mới đủ được. Canh quá. Quá nhiều luôn nè. Nhanh rồi đi hoạt động nè, 18 giờ rồi. Tối nay Khải hoạt động ạc đường môn nha anh em. Trời ơi, 800 mấy cầu, hơi canh ấy. Chỗ này chắc đi dạo thử ai bán nữa không. 800 mấy. Cố lên, bảy được 500 rồi. Thứ 300 mấy nữa, 300 mấy cầu nữa thôi. Trời. Từ từ Long ơi, từ từ đã cái coi. Đồ xanh hết rồi. Em Vinh đã hết rồi. Dạo dạo thử ai bán nữa không? Hết rồi anh em. Có túi nguyên liệu không? Xin một ít cầu. Hết cầu rồi. Ok anh em, ok anh em, 750 rồi anh em ơi. Giờ bắt đầu ăn xong rồi lên tập kích rồi, hoạt động rồi, vừa ăn cái vần cho tập kích luôn cho nó máu lửa nè. 750, 800 rồi. 870 là đủ rồi, tại vì nãy Khải đã tính rồi. Còn thiếu bao nhiêu, còn 870 là đủ rồi. 870 cầu. Dừa thì quá dư rồi. Xung thì quá dư rồi. Đu đủ quá dư rồi. Hổ lên 700, 800 rồi. Anh Khải xóa rồi á, à? Xóa đi anh em, Khải xóa gì đâu. Cầm đường môn mà xóa gì. Phụ anh em thôi chứ còn xóa gì đâu em. Đủ chưa, đủ chưa. Chắc dư rồi, 750, 850, ok, thêm 2 cái nữa. Rồi, xong, đó. Ép nguyên liệu ngay, lên hoạt động anh em ơi. Khải bật đi code lên anh em nữa. Rồi. Đợi tí đây, đợi tí, Tuấn lên giờ mà. Đây ép mâm ngũ quả nè em ơi, 290 cái là hết luôn nè. Đó tính hết rồi nè. Ok chưa? Rồi ok. Cái đó lên hoạt động thôi mọi người. Cái này mấy cái này dư nè. Ok anh em nha, bây giờ Khải lên hoạt động, Khải ăn quả luôn, ăn trên tập kích luôn nha anh em. Cái này thì đa số chủ yếu ăn nữa úp lấy kinh nghiệm thôi em ơi, chứ còn đỡ mà lời không có đâu nha anh em. Lấy tầm này chắc úp lấy 146 nè em ơi. Rồi, bỏ nút. Từ Khải nút hết máu quá. Nó đang đứng đông rồi anh em. Hôm nay anh hoạt động đường môn nha mèo ơi, nói chung là cứ chấm công cho đi code đúng không em? Đúng không? Đó lên phòng nè. Rồi, ok. Anh Vinh em ơi. Từ từ từ. Sao đổi màu xanh kỳ vậy? Có muốn màu xanh kỳ vậy?
Tầng 2 đổi lại màu dùm anh em. Rồi ok. Ủa cái hàng Audi đó nó hiện tại anh em thấy nè anh em ơi, đó anh em thấy 1000 even nè, cái mâm ngũ quả bạc này mọi người, đó mâm ngũ quả bạc này đa số là lên bài boss đặc biệt thôi anh em ơi, đó cứ một cái là khoảng 150 xu, 130 xu quay đầu đó. Hút cấp này, hút cấp này, hai cái lên bài boss, tiếp tục anh em. Mấy cái này là đồ tối băng hỏi anh em, bữa nào nộp băng thôi anh em. 4 cái. Trời. Anh gặp 1000 cái rồi anh em. 40 giây. Lên đầu 8. Tất cả lên hết giữa luôn. Đó hết giữa luôn. 28 nha. Để ban 2 đầu 8, để ban 2 đầu 8. Em sẽ lo. Trời ơi, cái 4 lần bài boss thôi, cố gắng 10 cái thôi. Giờ khả lấy một ít máu ạ. Lấy ít máu ạ. Em di chuyển nhanh đi anh em. Lấy ít máu ạ. Phải nhắc 2 3 lần xong rồi để mấy anh em nhắc lại. Máu ạ. Rồi. Mười giây. Lỡ hết bảy luôn. Chừa mấy người lại thôi, chừa mấy người giữa thôi. Đánh mạnh, hay lắm anh em. Đó, đẹp thấy chưa? Đánh mạnh luôn em. Trời ơi, đánh đúng sướng luôn em. Đừng gọi lên giữa đây, tám người gọi lên giữa đây. Bảy bắt được rồi nha. Đội 2, đội ban 2 đi phá đi lượm chung đi. Đó hết giữa. Đó 7. À vừa đánh vừa nhặt luôn, hay quá anh em ơi. 9 giờ. Ấy chết đủ xanh á, thằng Quang Phi kìa. Nhất qua 9 giờ á. À không sao, ban mình nhặt được. Mình nhặt được, ngon rồi. Phải đó thấy trội lùi quả rồi anh em. Đánh đại chúng ta luôn, ra bước qua luôn. Ui đông nó đông rồi. Nhẫn lại hết 6 giờ cho em. Ui má đứng 8 đồng gơ luôn nè. Cái hướng lên nó đứng ở dưới lạnh giùm em, không cho tụi nó lên luôn. Bảy luôn. Đánh về 6 giờ, đánh về 5 giờ kìa, đánh mạnh về 5 giờ. Đúng rồi. Đạp mạnh tay vô. Lùi lại 12 giờ, Ủa đâu hết rồi. Ai chết ở dưới tập cái 7 lên đi. Tham vô, giữ quả, anh em còn sống. Hồng kim anh em, chủ yếu hồng kim anh em. Anh em còn sống lưu lại 12 giờ, lưu qua 3 giờ, anh em còn sống lưu 3 giờ. Trời ơi, má mình lưu qua cánh này chết rồi. Đúng rồi, xong hết 3 giờ. Làm tu nữa. Đầu tính là anh gặp 1000 cái mới có 4 lần bài boss thôi. Đánh vô quả luôn. Đâu hết rồi. Xe lên 12 giờ, chết rồi. Hết rồi, gì có bài ạ. Không còn ai hết nè em ơi. Không còn ai hết. Rồi ok. Anh chờ hết cái này luôn em ơi. Bây giờ 6 giờ. Lượm 2 giờ. Chưa. Mở tiếp tục. 3 giờ kìa. Từ 8 giờ xuống 3 giờ. Kéo qua 3 giờ đi anh em ơi. Tiếp tục. Cái anh chăm cái cuối cùng. Anh em đợi ai không? Rồi, 4 cá rồi. Giờ đánh thôi. Hoặc còn á, anh em đội 2 đứng lên 12 giờ mà đánh thôi. Anh em đội 2 đứng 12 giờ. Ui, má đồng. Ban 1 đâu, ban 1 lui về 7 giờ đứng, lui về cái tường trên. Tường trên, hướng 6 giờ đi lên á là 7 giờ anh em. Đúng rồi, cái tường trên, từ dưới đi lên anh em. Đồng quá. Đang dây bùa liên tục cho anh em thì thiên nhẫn cứ loạn. Còn một quả hồng kim rồi anh em ơi. Tập trung giùm em cái anh em, sát cái tường trái nè anh em. Cái mình trái 7 giờ nè, hướng 7 đi lên nè, hướng đầu 7 đi lên nè, đam vô quả, đam nhẹ vô quả. Đúng rồi, đam vô quả. Quả hồng kim còn. Sàn phải 6 giờ đam quả nè, Một thêm máu nè em ơi, đầu 7 đi. Thiên nhẫn lại đầu 7 đi. Anh em Thúy Yên nữa chặn đam đầu 7 luôn, ship đam mặt định đầu 7 luôn. Đúng rồi. Sàn trái lại nè, sàn trái là 7 giờ nè, đánh lên 12 giờ nè, sàn trái là 7 giờ sát cái đường trái nè, sát cái đường trái nè, đánh lên 12 giờ tiếp, đam lên 12 giờ. Thiên nhẫn còn lại 12 giờ em cái. Lại 12 giờ, đam mạnh vô. Cố lên, anh em. Đúng rồi, bước lên hết 12 giờ, đúng rồi. Nút sạch tương 12 giờ luôn. Rồi quay về này, trải về đam như quả. Trong thời gian rảnh anh mấy cái này đi anh em ơi. Đam như quả lại cái, rút về 7 giờ lại. Ui dạ, đâu. Lại. Máy nào xấy mình đâu rồi? Dưới đang bả lên tiếp, quả còn, cứ đam. Anh tiếp tục sung rồi anh em ơi, Bảy giờ đứng lên. Anh tiếp tục xung này, vô động vô ăn luôn này. Mình từng trái, nó từng phải anh em.
cứ tường trái mà đam vô quả cho em, tường trái mà đam vô quả, tường trái mà đam vô quả, đúng rồi, chết chết lên liền, mùa máu xin chết đi, chết đẩy chân cái đam vô quả anh em ơi, bỉ ra cái đam vô quả anh em ơi, anh chết rồi đó, sắp không mấy giờ thằng xoáy tới đấu giờ nó đứng cái trong góc quá lắm kìa. Thấy anh em thấy kẹp góc đứng luôn nè. Má anh tập trung đông quá. Anh em ơi, chắc phải lên liên tục. Anh em tao sống lên mức gì chứ nè. Bọn tay đang muốn lụm ra. Bọn tay nó muốn lụm à. Phá được anh, chưa lụm được anh, chưa lụm được đâu. Hai bạn nào nói nhau, pha này khơi bị căng nữa nè. Anh em thấy bậy quả chưa? Thấy bậy quả chưa? Đánh ghét chưa? Anh em nào mới chết lên thượng đi xuống nè. Ồ, anh em nào mới chết lên thượng đi xuống cho em. Lên thượng đi xuống, cặp góc 11 giờ á, cặp góc. Má loạn liên tục luôn trời. Đúng rồi, lên thượng đi xuống, lên thượng đi xuống. Anh em nào chết sau này nữa thì đi từ bảy. Chơi. Thôi sao? Thượng đi xuống nè. Má đồng vô. Đánh vô nè, thượng còn đánh vô nè. Quả còn đúng không? Thượng còn đánh vô nè, thượng còn đánh vô nè, thượng còn đánh vô nè. Thượng còn đánh vô, thượng còn đánh vô. Má. Đồng quá. Này yếu quá. Con, quả quả mới luôn rồi. Quả mới luôn, hết rồi. Quả luôn, ôm luôn. Một quả luôn. Quả đó không nhặt được không các bạn? Ô tô nhặt được. Anh em nào có kinh nghiệm nè, là ô tô này nha. Cặp 11 giờ cho em đi hết, đi thượng đi xuống, chết thượng đi xuống. Cặp 11 giờ. Chết thượng đi xuống, cặp 11 giờ, chết thượng đi xuống, cặp 11 giờ. Chết thượng đi xuống, bỏ 11 giờ nè, xoay qua 12 giờ. Xoay qua 12 giờ, gobi 12 giờ. Copy 12 giờ, anh em đội 2, anh em ban 2 á, đứng hết tập kích 7, chặn hết tập kích 7 lại cho em. Ban 2 á, ban 2 đứng ngay tập kích 7. Hello anh em mới vô nha, hello mọi người nha. Hiện tại ban A với ACE đúng là ngang nhau 5 năm đó anh em. 12 giờ hết cho em, 12 giờ trụ chết, thượng đi xuống 12 giờ, ban 2 chứ ra 7. Ban thiên địa thì gọi là cũng khá là mạnh, lực khá là đông. Nhưng mà theo khai thái thì vẫn thua A với ACE. 2 giờ, anh em đang nghiễn qua 1 giờ kìa. Trả trái lại 11 giờ. Trả trái lại 11 giờ, lên 11 giờ, lên 11 giờ đam xuống quả nè. Rồi full này, full soi rồi. Quên full sung. Khi những loạn 6 giờ. Giữa đầu anh mạnh tôi 6 giờ cho em, loạn mạnh tôi 6 giờ đam thẳng như 6 đâu giờ. Đâu anh đu đủ. Thẳng như 6 giờ, đúng rồi, đúng rồi. Trả ngược về lại, trả ngược về 11 giờ lại, trả ngược về 11 giờ lại anh em ơi. Trả ngược về 11 giờ lại. Anh em trả ngược về tôi 11 giờ cho em. Trả ngược về xét từng trái 11 giờ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây anh đu đủ nha anh em. Vừa đu đủ vừa hoạt động nha anh em. Nào anh em nào hồi ban 2 á, ban 2 chứ chết lên 7 lên liên tục em đi. Hôm nay 12 giờ gom, 12 giờ thượng xuống anh em ơi, ban 1 thượng xuống. Ban 1 thượng đi xuống 12 giờ gom. Ban 1 thượng xuống được. Đúng rồi, ban 1 thượng xuống không tròn. 12 gom tròn, 12 gom tròn. 12 gom tròn xíu, gom tròn lại. Sang bên trái. Chạy. Cái đam anh Nga, cặp trước cái đam anh Nga. Khi những móc ra, đi. Đúng rồi, đánh tốt đó anh em, cố gắng lên. Trời còn cái quả không nhặt được luôn em. Hay quá, ơi hết máu luôn rồi. Hết máu luôn rồi. Cho em, cặp hết từng cái. Thầy nuốt cho hết mấy đu đủ luôn em ơi. Trải về 12 giờ lại, trải về 12 giờ lại. Hiện tại Khả úp được 2 cấp, 144. Đang mạnh giờ ban tơi, đang mạnh giờ 3 giờ ban. Rồi đã lên em ơi, làm thua nữa. Hay quá. Đánh đúng lâu luôn em, nói chung là tầm này cầm đường môn đánh giao tranh khá là trâu nè. Quá chiến luôn, hello lời Trương nha, hello em. Rồi xong đu đủ cũng xong luôn. Giờ đâu dừa nè em ơi, nghìn dừa. Chúng là tầm này dư là cái chắc rồi. Tiếp tục, đó vừa đánh vừa ăn Evan anh em. Ui da. Cái quả vẫn còn nè, cái quả vẫn còn nha mọi người, em thấy bên dưới không? Hạt hồng kim nó vẫn còn nè, mà điều auto mới nhặt được, tầm này không nhặt tay được đâu. Tại vì nó trồng trên cái mầm cũ rồi. Tầm này nó trồng trên cái mầm cũ rồi nè. Thì lắm anh em, đến 3 bang là anh em ơi. ACE này, bang A, bang thiên địa. Đó, thiên địa nó cũng khá là mạnh. Ui, má dọn lần đều quá. À, anh đủ đủ rồi xong nè. Dừa chứ. Úp được 2 cấp anh em. 144, 70% lên 146. Chắc khoảng 50%. Chắc khoảng 30%, không tới 50 đâu. Khoảng 30%. Ở tầm này chứ hết rồi. Tập trung đánh tuần mới thôi, giờ đánh như nữa đâu nè. Tuần đó gần hết giờ rồi, 8:13 rồi. Mấy cái xung, mấy cái đồ này tí nữa. Ok. Dư.
Rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Khả một like chia sẻ nè em ơi. Đó nói chung là up cấp thì bây giờ thì cũng dồn vào máu rồi nè. Điểm bên này thì dường chạy muốn làm gì cứ tăng bại vậy thôi đó. Rồi nói chung là anh em xem những video trước thì cũng đã biết rồi. Tầm này thì cứ dạy mà chơi thôi anh em. Đừng quên cho Khả một like chia sẻ nha.